Ok luôn anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của The Ra King. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chơi con Resident Evil 8, hay là gọi tắt là con Re 8 đi. Đấy, thôi không loằng ngoằng nữa, tiếp tục thôi. Tiếp tục câu chuyện ngày hôm qua, chúng ta đang ở trong pháo đài của chị Đam Mê Chết Cu. Đấy, đang ở trong pháo đài của chị đấy, tôi đang phải đi tìm một cái mảnh mặt nạ thứ tư để tìm được ra. Phòng này á, phòng đàn đấy là gì? Chuông ở tầng 2 sảnh chính ấy hả? Sao 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 Quỳnh bảo chỗ cái đàn, xong anh đi lên trên để tôi thử nhá, tôi thử lên trên trước, tôi thử lên trên trước. Lockpick. Tiếng gì nhỉ? Em nhầm rồi, đúng, tuyệt vời em tôi. À, tầng 2 sảnh nhạc kịch cũng còn đồ này. Đứa nào khè khè gì vậy? Tầng 2 sảnh nhạc kịch. Trong này có quả cầu hoa kiếm. À, tại sao đi tôi lại không đi vào cái chỗ này nhờ? Khè ghê vậy. Tầng 2 tôi chưa đi à, vô tri quá, cả một tầng tôi chưa đi, nãy là tôi mới đi ở đây. Đi giời ơi, cái đàn lấy chìa khóa hay anh lấy rồi? Đúng rồi, tôi nhớ mà, cái cửa này tôi đã mở éo đâu. Đúng rồi anh em ạ, đúng rồi đây. Ui giời ơi, đứa còn lại đây đúng không? Không bắn được à? Mở kính trần á? Chị làm sao? Chị ngon chị ra đây. Chơi mà chơi trốn, chơi mà chơi núp à? Chị ngon chị ra đây. Đâu rồi? Chị đâu rồi? Chị đâu rồi? Chị ngon chị ra đây. Chị ngon chị ra đây. Ui giời ơi, dăm ba cái con này. Dạ anh tin em chưa ạ? Ôi dồi ôi, anh cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn Quỳnh rất nhiều nha, cảm ơn Quỳnh chán à rất nhiều nha. May quá, thì luôn không có Quỳnh khi tôi còn lang thang ở đây mẹ tiếng nữa. May quá, Quỳnh nó không chỉ cho, chắc còn lang thang đây đúng một tiếng nữa luôn. Đi tìm lòi con người. Hết đồ chưa? Chưa hết đồ luôn. Đây còn cái gì mà chưa hết đồ nhỉ? Nhớ thế vẫn đúng. Tìm 30 phút chưa có. Thấy rồi anh em ạ. Từ tôi lục hết mấy cái chỗ này xem còn cái gì tôi lấy nốt. May quá, Quỳnh chán à, thì chắc lại một hai viên ngọc gì đấy. Đây là cửa mình mới đi vào mà. Chi vậy? Mở cửa ra. Thế chứ. Đây là chỗ này mới này, chỗ này chưa đi bao giờ này. Ủa mà đang chơi kèo nhắc chi ta. Nhắc chứ. Đây rồi. Mặt nạ hân hoan. Cái này là gì? À đây.
Hủy gì? Hủy chuyển hết qua paper door rồi chỉ biết quỳ là sao? Sao lại chuyển hết qua paper door là sao? Hãy để 5 tiếng chuông trong căn phòng này vang lên. À đây mới là cái đoạn bằng chuông này. Chuông đâu nhỉ? Một cái này. Đâu nữa ta? Đi tìm giữa hai cái này. Một cái, hai cái. 5 tiếng chuông. À ba cái này. Nói gì nói chớ em chỉ nhớ ít thôi. Tôi tìm thấy ba ba cái rồi, giờ thiếu hai cái nữa ở đâu nhỉ? Mới thấy ba cái chuông, hai cái nữa ở đâu ta? À bốn cái này, bốn cái này, cái thứ năm ở đâu nhỉ? Đèn trần bốn cái rồi, cái thứ năm ở đâu ta? Nhìn kỹ kỹ xíu quá. Cửa kính ngoài à đúng rồi, năm cái, năm cái, năm cái, đúng rồi, đúng rồi. Ô mẹ này. Cái nữa rồi nhỉ? Rồi 5 tiếng chuông rồi. Đây cánh cửa bật mí đây. Let's go. Thế là mình đã phang đánh chết được ba đứa con gái rồi đấy. Giờ còn ba mẹ thôi. Súng tỉa phát này gặp bà mẹ à? Gặp bà mẹ thì nhát Magnum mà đạn Magnum tôi nhiều quá, tôi hai mươi mấy viên đạn Magnum thì bắn bót à? Gì đấy kiểu tôi giật mình. Ê, tưởng tưởng kiếm này mình nhặt được. Bà mẹ biến thành quái vật đấy. Yên tâm anh em, cứ yên tâm, cái tầm cỡ mà bà mẹ biến thành quái vật tôi bắn cái gì à? Tôi nghe nói có một thứ được gọi là dao găm của những đóa hoa tử thần nằm đâu đó trong tòa lâu đài, rõ ràng nó là một món đồ từ thời trung cổ được nhúng trong hỗn hợp nhiều loại độc dược trên khắp lục địa. Người ta nói nó được tạo ra để tiêu diệt ác quỷ và quái vật, nghe thì hấp dẫn nhưng không ai biết nó ở đâu cả. Thế còn đằng kia cho mình cái tấm bản đồ lấy con dao đây. Ui súng bắn tỉa. Ui khẩu này đam bao nhiêu nhỉ? Khẩu này có thể nâng cấp được anh em ạ. Tuyệt vời, không thể mạnh bằng Magnum của tôi được. Magnum của tôi vẫn là khẩu súng bố đời nhất. Chế thuốc thôi, không chế đâu. Lắp bốn cái mặt vô tượng là anh là có dao à? Từ nhá. Không, tôi nghĩ là tôi nên, không 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 nên chơi khẩu bắn tỉa này. Tôi để khẩu mắc luôn bắn sướng hơn. Bắn chim. Chết chưa? Dậy nữa đi. Dậy, 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 dậy. Rồi, chế bình máu á. Dăm ba con chim. Đây, có thang máy cũng từng dưới rồi.
Úi dồi, hết hồn. Hết hồn, hết hồn. Bình tĩnh. Xuống tầng hầm à? Từ từ anh xem trên này còn đồ gì anh lút lút nốt. Cảm ơn em Hải không ớt đã có lâu nhá. Úi giời. Rớt, rớt, rớt. Vẫn còn nữa. Có cái rớt chưa? Xăm ba con chim. Cảm ơn anh em Lê Ca Hải Sản đã có lâu. Nick anh lạ hơn mấy bữa trước nha. Anh hôm nay anh muốn công khai giọng thật em ạ. Vợ mới mua cho mic mới. Vợ mua cho mic mới, công khai giọng thật. Vợ mua. Không xài vợ đấm cho. Trên này có gì không? Đây, đồ đây. Tiền đây chứ đâu, lụm thôi. Nào, con gì trên này? Tiền anh thắng kèo để đâu để cô mua vậy? Đấy, thì tiền anh thắng kèo với cả tiền của anh thì nó là một má. À, mặt nạ thứ tư rồi. Vớ vẩn, vớ va, vớ va, vớ vẩn, vớ va, vớ vẩn. Rồi, cái mặt nạ thứ tư rồi. Ok, I should be able to get out with these. Ok, đã đủ mặt nạ. Về thôi. Xuống dưới thôi. Tên ta rèn tên tên tên. Xuống. Cái thằng này uống nặng bây giờ mới dùng được. Đây bây giờ xuống là lấy con dao đúng không? Con dao diệt quỷ. Anh em xem live có bị lag lắm không? Hay là do mạng của tôi, cái máy phụ của tôi nó quay ấy. Anh em xem live có thấy lag lắm không? Stupid man thing. You won't live long even if you run. Em có làm gì chị đâu. Em có làm gì chị đâu. Ok. Lag dữ lắm anh ơi á. Ơi lắp mặt nạ vào. Lắp mặt nạ vào. Mặt nạ đây. Sáng lên, sáng lên. Ừ. Mở cửa ra. Mở cái cửa ra. Ừ. Ra đây rồi. Chị ngon chị ra đây. Chị ngon chị ra đây. Chúng ta nói chuyện như những người đàn ông. Ô chị ra thật. Bà cô này dễ lắm, dễ chết cái gì. Bản bốt của mấy ông Tây bắt tum lum. Lại còn bắt tum lum. Nào. Con dao bố đời đây rồi. Anh buông cái tay ra. Em mượn. Ui. Trời ơi trời. Ui dồi ôi. Này thì. Này thì. Cô rớt mẹ sao rồi. Rớt mẹ sao. Họ cái gì đấy? Họ cánh cơ. Cảm ơn anh em Trung đã phô lô. Ôi ôi ôi. Nhớ tưởng hết tất cả các phô lô.
cảm ơn anh em Duy bảo là follow nhá. Ý mặt chân cảnh nha. Súng đâu, rút súng ra mà chơi. Chị đứng vào một láo, người sẽ chết trong sung sướng. Được đấy. Súng đạn, quá trời đạn. Tỉa, nó đâu á? Thấy nó đâu? Nó đâu nhỉ? Ấy trời ơi, ta sẽ hủy diệt ngươi. Chạy. Chị đừng có bỏ bố láo. Chạy đi. Két. Shit, két. Giúp anh chị chạy. Chị đâu rồi? Chị ba đây nào. Không bao giờ tha thứ cho nhà ngươi à? Tha thứ thì thôi, em cần gì chị tha thứ? Chị đứng vào bốn rồi. Chạy đi. Chị đừng có bỏ vớ vẩn nhá. Vớ vẩn của tôi. Chị làm sao? Vẫn chưa chết. Chị vẫn chưa chết kìa. Chạy. Chị ghê đấy. Chị đâu rồi? Chị làm sao? Nào, chị đây. Chị ra đây. Chị đừng có mà bú láo. Chị là không có được. Chị bú láo. Này thì bay. Cổ mắt luôn này đang tận 1400 mà. Cổ mắt luôn này tôi đang tận 1400 mà. Ui giời ơi. Chị làm sao? Bay cái gì mà nhanh quá trời. Hay à? Time to die. Vớ va với vẩn. Lòng ba con bốt. À, nguyện rủa vui. Nguyện rủa vui này. Nguyện rủa ngươi này. You're the one who's cursed. Tốn bao nhiêu viên đạn? Tốn nhiều đạn phết đấy. Tôi còn có 8 viên đạn nữa. Cái gì rồi? Đúng rồi, cảm ơn anh em Duy Bảo 2k tặng hoa hồng nhá. Thank you anh em.
Tôi cũng bị lag thôi anh em. Mạng tôi cũng bị lag thôi. Nếu mà mạng tôi lag anh em bảo tôi nhá. Cái bình bẩn thỉu. Phải là cái bình bẩn thỉu. Đầu của con râu á. Đầu con râu, đầu của con gái tôi á hả? Xếp game rồi. Tôi đã hoàn thành món đồ được đặt hàng, xin hãy chuyển nó tới căn nhà của ông khói màu đỏ. Hãy đi qua các hang động tới tàn tích, sau đó theo đường mòn xuống làng. Đồ VIP đấy anh em ạ, đồ VIP đấy. Hẳn có cái tủ không có cái gì, tuyệt vời. Chỗ này... cái gì sáng sáng này à? Ôi dồi, cảm ơn vợ đã gửi cà phê nhá. Cảm ơn vợ đã gửi cà phê. Ơ, trong này có cái gì đấy? Tay quay à? Đâu có phải. Cửa này dắt đi đâu? Khóa, cửa này khóa. À, quay tay. Ơ, nhưng mà cái này mình đã có đâu nhỉ? Cái gì đây? Thuốc súng. Cái này mình chưa có đồ rồi. Tôi xem nào. Chìa khóa. Cái bình bản đồ kho báu. Quả cầu hoa kiếm này là cái gì ta? Đun con là gì nhỉ? Nhà bếp. Người đun con là gì? Bản đồ kho báu này trông mơ hồ đấy. Đồ này như nào ta? Đồ này như nào nhỉ? Đồ này như nào nhỉ? Từ từ nhé, từ từ nhé. Có lối nào để đi không? Nhảy xuống đây, không nhảy được. Quái như nào anh em? Đây là thành ngõ cụt rồi. Trùng ơi, mèo nó chém em á. Mèo tới số với anh. Tí cầm cái hoa kiếm kia đấy anh á. Tí cần à? Anh sẽ giữ lại. Ơ? Đoạn này như nào anh em nhở? Sao đi đây hết đường rồi? Đây hết 4 đường á. Bắn cái cửa này à? À ui giời ơi, bắn cái cửa à. Tí để anh vào anh chém đầu thằng mèo nhá vợ nhá. Vợ cứ yên tâm. Cá. Cá thì làm gì ăn à? Cá làm gì ta? Cá này ăn hồi máu á. Theo như mấy con reo 4 là cá này ăn hồi máu ấy. Chị nào ấy? Chị nào nói gì ấy? Chị đừng dọa em. Redson Evil à, anh đúng rồi, Red 8 em ạ. Chìa khóa gì đây? Chị ơi, cho em mượn cái chìa khóa này được không? Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? Làm sao một người lại có thể suýt chết được? That's a question for the wise. Đó là câu hỏi dành cho kẻ thông tài. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late. Quá trễ rồi. Almost too late. Biết đâu là suýt trễ. Đứa trẻ sẽ bị hiến tế, mạng đổi mạng. Kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. Nó chỉ là một đứa trẻ. The rests of the four bloodlines may open the path you seek. Bốn dấu hiệu. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. À, bốn dấu hiệu này là bốn đứa con của. Wait a second. That looks familiar. Hey, wait. Bà già này.
bốn này là bốn đứa con của cái bà boss cuối đúng không? Demetriku này, Damechiku này, tôi giết là tôi lấy được cái này rồi, bây giờ tôi phải giết ba đứa còn lại. Rồi tôi hiểu rồi. Chìa khóa của cái phòng ấy đồ à? Let go thôi. Xông lên. Thần cảm diệt thần và Phật cảm cứu Phật luôn. Trước kia cái cửa trông chuyên nghiệp thế nhỉ? Sắp end game chưa anh á? Anh không rõ. End game thì khả năng là còn lâu. Thỉnh mẫu này vô cùng quen thuộc. Thỉnh mẫu gì? Bình Dương đây rồi. Lâu lắm mới gặp Bình Dương. Đây có một cái lối to và một lối nhỏ. Tôi quyết định tôi đi lối nhỏ. Đạn súng bắn tỉa tuyệt rồi. Gì à? Lại mấy con đung can này. Gào đi, mày gào đi. Gào, 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 gào. Gào, gào nữa đi. Đúng gào, đúng đúng. Mua sở skin Ahihi review cho anh em xem phát anh á. Em donate đi để anh mới có tiền anh mua chứ. Donate đi em, mạnh tay lên, con đấy bao tiền quăng vào số tài khoản của anh đi. Đừng ngại. Chưa có cái quay tay rồi. Quăng tiền vô mặt anh đi để anh mua review cho mọi người. Còn bốn mod nữa bạn ơi. Câu chuyện nó rất dài anh em nha. Không có gì phải vội cả. Chúng ta cứ ngồi đây để chiến nhau rồi nó thôi. Không phải sợ anh em ạ. Ừ. Ổ khóa này là ổ khóa gì đấy? Không vừa với ổ khóa. Không biết là ổ khóa một cái nào. Tạm thời skip ạ. Không biết thì mình không vô. Đường độc đạo. Phá khóa thử anh á, làm sao phá được, nó là cái vật phẩm có thể tương tác mà. Ừ. Quay lại mẹ chúng mày đúng không nhỉ? Anh đây rồi, tôi đã có linh cảm là anh sẽ xuất hiện ở đây mà. Ừ. Anh đu kè này, anh giống như kiểu là siêu nhân này, anh thoát hiện. Not sure if it's a value, but why you have your daughter right in your own hands? Anh đang cầm con gái của mình trên tay đấy thôi. What are you saying? Take a closer look. Nhìn kỹ đi. Là như nào sao lại cầm con gái của mình trên tay đó nào? Đối em. Trái tim. Ừ. Vãi cả trái tim ạ. À đâu cái đầu chứ. Đầu. That flask seems to contain. Xem ra cái đầu ấy chứa đồ cô bé. No. Roses. Don't say another word. Ồ, sao nó nhét được cái đầu ở trong đấy? This is impossible. This just can't be.
Your daughter's essence is still intact. Bản chất của con bé anh vẫn còn nguyên vẹn, năng lực của con bé độc nhất vô nhị. Who could even do this? Thế là nó phanh xác con gái tội giả. From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Căn nhà màu đỏ nằm phía tây ngôi làng. Hãy tìm người đàn ông sống ở đó, rồi chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Quit holding out and get to the damn point. You don't have to trust my words. Anh không cần phải tin lời tôi, nhưng anh còn lựa chọn nào tốt hơn? Better options? Đi tìm căn nhà của ông Khói đúng không? Your choice. The customer is khách hàng right. After all. Sorry. He'll pay you if I find out this is a lie. Tôi mà nói phát hiện ra anh biết cách thì anh đừng có trách. Fucking Joker. Chửi luôn. Naturally. Chửi thằng này luôn. Chửi thằng đu kè luôn. Gã hề luôn. À, mua được đạn này, mua được lựu đạn này. Úi dồi, ống ngắm khuếch đại cho súng bắn tỉa F2. Mua luôn. Sụt. Đệm má 20 cành. Bắt thế. Tiếp gì mà bắt thế. Sao nào. Khẩu súng này đam của 600 anh em ạ. Trong khi khẩu của Magnum của tôi đam 1400. Khẩu ngắm mới đam 600 thôi. Xí ra quá. Food is life. Mua kiếm laser á? Laser làm gì? Laser có gì không? Ui, 25.000. Tuyệt vời quá, 25.000. Oh, Lady Dimitrescu. Lụm nhẹ. Beautiful even in death. That waistline, yes. Lụm nhẹ 50 cành. Đâu nhỉ? Điện má 20 cành. Anh em bảo tôi mua cái gì? Mua cái kiếm này á? Không đủ chỗ trống ở đây này. Không đủ chỗ trống. Securing goods is more. Have a wonderful adventure. Tôi nhiều súng ống quá. Lê Mi độ bộ giảm dần. Thôi kệ đi. Chiến đấu tiếp rồi. Quá nhiều súng ống rồi. Căn nhà của ống khói màu đỏ. Không nạp game cô không cho. Ơ, đây ngoài. Chìa khóa này là 4 cánh á. Đúng rồi, chìa khóa này có 2 cánh thôi. Đây, chìa khóa 2 cánh mở đây. Nãy anh bảo Bình Dương là... Anh bảo Bình Dương là Bình Dương donate đi để anh mua. Chứ không phải là anh bảo anh sẽ nạp game, vậy hiểu không? Bảo không phải là bảo Bình Dương. Phải là anh sẽ nạp game. Bị khóa từ bên trong. Mình có lockpick không nhỉ? À, có, vào mở luôn. Lockpick mở. Chỉ mua game không nạp game. Game thì một là Linh NVR tài trợ, hai là vợ tài trợ, ba là anh em tài trợ. Trong này có cái gì nữa? Trong này có cái gì nữa ta? Trong này có cái gì nữa? Trong này có cái gì nữa nhỉ? Mẹ. Mày còn cái gì nữa? Đây chăng? Không phải.
Nhà này phải có nắp. Đúng rồi, vợ tôi nói không bao giờ sai. Nhà phải có nắp. Ơ, cửa này không đi được. Căn nhà của ống khói màu đỏ. Nhà nào ống khói màu đỏ ta? Đây đây đây, nhà này. Bị khóa từ bên kia. Nhà này sao vào đây? Nhà này sao vào đây? Đi vòng rất chi là loằng ngoằng mới vào được. Tiếng gì đấy? Đứa nào trong này đấy? Bước ra đây nói chuyện nha anh. FBI đây, mở cửa ra. Lại cần lockpick nữa rồi. Tôi hết lockpick luôn. Tới rồi, giật mình. Con vật bằng gỗ. Xem nào, có gì ở đây không? Có ai ở đây không? Ừ, cái đầu kìa. À, đầu này là đầu thật, không phải đầu gỗ mà đầu thật. Đây rồi, đèn của tôi đây rồi. Đèn của tôi quay lại xuống em ơi. Mày có gì không nào? Căn nhà ống khói màu đỏ. Ơ, tuyệt vời quá, nãy mình đi một vòng mà. Tuyệt vời quá. Anh khè à, ai đấy? Anh không biết trong tay em đang cầm cái gì ạ. Khổ anh này, đi ấy cũng không yên, đi chết trong lúc ấy luôn. Có thể di chuyển thứ này bằng cách nào đó? Di chuyển cái này bằng cái gì ta? Nhà có lockpick. Căn nhà có khói màu đỏ là hướng nào nhỉ? Hướng này à? Hướng này góc đi được. Không đi được thì chúng ta phải đi hướng còn lại thôi. Cửa này không đi được luôn. Tuyệt vời quá. Do not answer. Do not answer. Cái gì ấy? Nhìn qua cửa sổ. Cái gì đâu? Không bố. Ui. Giật mình bay. Giật mình. IM0804. Ơ, không đúng. Cái này là mấy số? Cái này có 6 số lận mà. À, 070408 à. 07. Bốn không tám đấy, ngon ngay. Lục Thank you.
Again. Tôi sắp xếp ngon lành cành đào rồi mà tại sao nó vẫn cứ bị ngâu ngâu ấy nhỉ? Đấy, thúy sao nào? Tay quay đây rồi. Rồi, đi xuống mấy cái giếng thôi. Ngồi như phộng với làm gì? Ngồi như phộng với làm gì? Anh bị lộng hành nhá. Anh biết em là ai. Lộng hành. Thao tác này cần vật phẩm khác. Ừ. Mình có cái ấy rồi mà. Cái tay quay vừa nãy đâu rồi? Đòn kích. À, đòn kích là cái bảy cái ấy chứ. Còn kích này là cái bảy cái này này. Bảy nay chơi game bắn tốt quá. Thật kỳ lạ. Tôi bắn gà thì anh em chê là bắn gà. Bắn mượt thì anh em cũng chê. Kiểu gì cũng nói được. Các em ấy lâu nay ảnh giống nghề. Giống nghề đâu. Hên hên anh em. Hên 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 hên. Hên thôi, hên 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 nhá, hên. Hết cả đạn rồi đây này. Hết cả đạn rồi đây này. Anh em tư. Đồng đấy. Đừng dã man không mà. Bom ống. Cửa bị khóa từ bên kia. À, sọt găn nhiều đạn thì phải xài thôi. Sọt găn nhiều đạn thì phải xài. Anh làm sao? Ừ. Ok hết đạn. Ok. Từ từ thôi anh. Cắn cái gì mà cắn đi ra chỗ khác. Tao đang bận nạp đạn thôi nhá. Chúng mày đứng đố láo nhá. Cười này. Cười này. Bố láo bố lều. Giảm khiêu khích tôi. Phải nhận cái kết khá đắng. Cái đạn luôn rồi. Tuyệt vời. Hết cả đạn luôn. Chẳng nhẽ mình bắn hụt nhiều thế rồi. À, bánh lái. Khóa do chủ nhà đi vắng. Không phải gì đấy. Lockpick ngon luôn. Con này là Red 8 anh em nhé. Resident Evil 8. Bọn này đi đâu nhỉ?
Không vừa với ổ khóa. Chiều khóa ốc. Nhà này có cái đàn, biểu tượng cái đàn là nào. Nhà này mình vào chưa ta? Chồng ơi, nay em thoát được tận 3 lần khen em đi. Ủa, vợ tôi hay chơi hay quá. Vợ tôi đúng là số 1 luôn. Vợ tôi số 2 thì không ai là số 1. Quá tuyệt vời mà. Ủa, tinh thể lợi. Gà. Gà này làm gì? Gà này làm gì? Bắt gà ăn được à? Có bắt được gà ăn không? Ồ, chế đạn này. Súng bắn tỉa. Chế lục cái shotgun nhỉ? Chế đạn shotgun. Bắt về nấu canh cho em đang thiếu chất. Ok, vợ để anh. Để anh. Ơ, thịt da cầm ăn vào tăng sức đề kháng. Nhiên liệu thông thường không thể ăn ngay. Ừ, lá nào nó phải nấu à? Còn con nữa. Còn con nữa. Rồi mang về nấu canh cho vợ ăn thôi. Trong này có gì không? Cửa bị khóa nữa. Sao lại cứ quá linh tinh thế nhỉ? Anh đưa cho béo thịt à? Sát sinh rồi. Sát sinh cái gì? Tôi hỏi anh em là anh em có ăn thịt gà không? Sát sinh cái gì? À, có ông nào bảo tôi là em không ăn thịt gà bao giờ không? Hello anh. Kìa. Anh dậy nữa đi em xem nào. Anh đừng mà ngủ quá. Nhiều đồ quá, không phải vứt cái gì đi. Tôi không biết vứt cái gì luôn ấy. Mọi người không ăn thì em ăn. Trời đánh tránh bữa ăn. Anh có làm gì đâu. Thì anh có làm gì đâu. Con dao này không cần thiết nữa, bỏ đi được rồi. Tôi có tận 2 con dao nữa. Trong này có cái vẹo gì nhỉ? Cái gì đây? Kết hợp với chìa khóa của cánh. Ngon luôn, thành 4 cánh. Sổ. Hiến tế 2 con dê với Đức Mẹ Maria. Hiến tế với 3 vũ vật. Mang về cho Đúc. Đúc nấu canh gà cho vợ ăn. Mình đói quá. Kết hợp cái đầu con dê với cả ấy xem nào. Kết hợp thành con dê này để làm gì ta? Bán à? Bán lấy tiền à? Vô cùng quý giá. Con dê gỗ vô cùng quý giá. Anh Đúc ở đâu ấy nhỉ? À đây, anh Đúc ở đây.
Đây đi lỗ này, đi lỗ này. Anh Đúc ơi, em mang thịt gà với cá về cho anh đây. Lộn đường, lộn đường. Ơ, lối đảo. Lối trên chứ. Lú quá, lạc đường anh em ạ. Lú, 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 lú. Anh đu kè ơi. How was it? Sao rồi anh phát hiện được gì chứ? I found these feathers. Tôi tìm thấy mấy mớ lông gà đây. Giờ tôi biết cách thịt gà đi. Trước hết anh phải dùng chiếc quạt chìa khóa để thu thập tất cả những phần còn lại của râu ra. Của thủ cộng 4 bình. Anh giữ một còn lại nằm trong tay các vị chủ nhà. Lords. Bữa ông chơi hết con gốt quai chưa? Tôi phá đảo thôi. Chứ còn tôi còn chưa mở hết map vào đấy. The first you've already met, the lady Demetrius. Người đầu tiên là quý bà Dametreku. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker Donna Beneviento. Thợ làm búp bê. None of her playmates have ever come back from that tangled estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. Người thứ works tư in his factory on the village outskirts. Project, trong nhà máy của mình. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Rồi đấy, cốt truyện đây anh em ạ. Ui dồi, mấy cái hòm vàng này là mấy cái gì đấy? If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. Muốn cứu thằng mèo, anh phải lấy được một cái bình trước đã. I've marked the Lord's locations on your map. Tôi sẽ giúp anh lần này, tôi đã đánh dấu tất cả vài báu vật cần báu trong ngôi làng này. I'm sure each one will prove of great use to you. Tôi cảm chắc một cái sẽ vô cùng hữu ích cho anh. Why, it's all part of our first class customer service. Đó bảo đấy là cái dịch vụ please do come cho again khách VIP anh em ạ. Lần sau anh quay trở lại. Seeking something in particular. Ah yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. Đưa nhiên liệu. Carry on. We've gathered all the ingredients. Now. Bắt đầu cuốc nào. Bắt đầu nấu. Đây. Nấu cá huyết thảo cho vợ ăn hết ốm nhá. Apologies for the wait. Here's your share. Cá ướp thảo mộc tăng vĩnh viễn một lượng máu nhỏ. I wouldn't mind having that again. Làm trứng cho cô. Nay cô chơi giỏi phết. Ừ, vợ tôi chơi rất giỏi đúng không? Khẩu lục này đang 500 rồi. Thật là đùa đùa. Tôi nghĩ là tôi nên bán bớt đồ đi chứ súng ống nhiều quá chả để làm gì. Túi mở rộng 30 cành chơi vui. Ah, so you noticed that. Đạn súng lục. Đạn súng lục này là 30 viên à? 30 viên là 4.500 á. Có đạn biết cái bán đắt thế nhỉ. Food is life. Khẩu này bán được 350 à. Ui, khẩu M1911 này đam nó 160 và bán 25.000 thì bán luôn. Khẩu shotgun này ngon này. Nay cô chơi giỏi phết thắng 2 lần luôn mà còn solo cơ. Mọc ngón lại chưa hả? Đỡ đã kích 8 ngón rưỡi chưa anh các bạn. Nó chưa mọc lại được ngón tay. Cổ số gan này tôi còn nên bán không ta? I suppose you'd call this a farewell to arms.
đạn súng bắn tỉa. Ôi rồi, tôi bán khẩu kia thôi cho nó rộng chỗ thôi. Một khẩu lục là đủ rồi. À, bắn tỉa này mình có cần không? Khẩu bắn tỉa F2 này. If it's just looking, window shop away. Thắng mà mang đồ ra hết cơ, ấy à, vợ tôi đỉnh quá. Đỉnh quá vợ ơi. Khẩu bắn tỉa này sao đam cùi thế? Khẩu bắn tỉa này đam nâng lên được có 700 mà. Đam lên được 700 thì tôi bán luôn đi cho nó được việc. Đam mà cùi thế thì tôi để làm cái gì, không cần rồi. Đã giàu càng thêm giàu ở đây rồi, vợ tôi đã giàu càng thêm giàu, khả năng là có người bao nuôi rồi anh em ơi. Hỏa lực 100. Cầu lục gì chứ Sida thế này. Do let me know if you find anything else of value. Làm tí đã. Không có. Save the game. À, đâu nhỉ? Trước hết là chúng ta có cái bảo vật ở đây. Đi vòng hơi xa tí nhưng mà lấy được. Ok, lấy đã. Lấy đã anh em ạ, lấy đã. Đi lấy bảo vật thôi. Ừ. Chìa khóa này không vừa. Chìa khóa bốn cánh rồi đây mà. Trang trí với một... À thiếu sinh vật nữa à. Nghe này còn thiếu sinh vật bốn cánh nữa. Về ra đây chưa rồi. Let's go, xông lên. Này, súng ống đạn dược đầy người này, tôi còn phải ngán bố con thằng nào nữa. À, cái chỗ của con búp bê rồi, đến chỗ con búp bê rồi. Xông lên. Lắm đường lắm lối này. Ừ. Mới hả? Được bà mẹ vợ thôi hả? Mẹ vợ gì? Tôi có cưới con gái bà ấy đâu mà bảo là mẹ vợ. Cái bà đam mê trách cu đấy thì tôi bắn được mấy phát là chết. Nhà của thợ làm dối. May chơi giỏi quá bắn vào đầu thằng mèo. Bảo sao thằng mèo lúc em kêu thằng mèo nó chém em. What? Cái gì ạ? Lại đây với em, có chuyện này em phải kể cho anh. Vợ ơi, cái con đi đâu đấy? Ảo giác rồi. Cửa này không đi được. Mèo khác lắm anh ơi. You have to fix her. Anh phải chữa cho con. Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. Em không muốn phải cô đơn. This can't be real. Đây không phải là real thật. Hai cô cháu bị bầy nhện lùa. Có một chỗ dài trên map băng nghĩa nào chơi em chỉ cho bắn đá luôn. Tam quái đá luôn. 1987, 1996. Am I losing it? Hãy từ bỏ ký ức. Từ bỏ ký ức. Bức ảnh gia đình à? À nhét bức ảnh gia đình vào. Chơi ma tóe đi anh mất vũ khí á. Ôi dồi. Đã sợ nhẹ thì chớ. Chồng thì không có ở đấy mà bảo vệ mèo nó chém. Không được. Mèo. Con trông cô thế nào, con để cô bị nhện đuổi á.
thế là không được nha. Tôi rất phê bình mèo. Mười viên đạn sọt ra. Em ban nó nhẹ. Nếu mà tình nghĩa của hai cô cháu đã hết thì em ban tôi, anh có ý kiến gì đâu. Ông phá cái tổ thì để nó ra mãi à. Nó ra mãi mà vấn đề là đánh con nhện này có được kinh nghiệm không. Mọi người phải check kỹ, không phải đánh cả ngày không được tí kinh nghiệm nào bằng nhau. Đây có gì không? Đây bảo đó, không bảo được. Nhện là phải chết hết, không quan tâm ạ. Đây không có gì, làm cái lối đi ra đây. Ở cửa, có ai nhà không? Có ai ở nhà không? Em la hét ọt tỏi nó thì cười anh ạ. Rồi bàn thôi em ơi, bàn thôi. La hét ọt tỏi mà nó lại đừng có cười. Game làm thêm một tán khổng lồ nữa thì hay á. Có. Tí nữa khả năng là mình gặp con cá đuối của tình nghĩa mẹ con chắc có bình không. Mát băng có nhẹ tóa á. Gì nữa vậy? Trời quá. Thôi tôi đi loanh quanh tìm đồ đã. Tìm đồ ở tầng này trước này. Gì vậy? Anh em có nghe thấy tiếng background của tôi không? Mát băng có nhẹ to hơn người em luôn, mé sợ lắm. Mở tủ ra nào, có gì ngoài chẳng có gì cả. Có. Để anh nhé. Sao mấy cái này không phá được ta. Úi xua, cảm ơn em Bi Rùa đã thả tim nhá. Lát vậy anh á. Lắc lắm à. Anh em có lắc lắm không? Lắc anh em F5 giúp tôi lắc. Reset lại live phát của bình thường mà. Nếu mà lắc quá thì anh em reset lại live giúp tôi nha. Bởi vì cái máy phụ của tôi nó lại cũng thấy bình thường, không có vấn đề gì. Mày không có ai à? Đi vào một cái nhà sạch sẽ đẹp đẽ này không có ai à? Thang máy rất xuống địa ngục á. 4G movie bình thường. Để chứng tỏ là do mạng của anh em rồi. Chất. Cái sợi chất của thực vật đồi núi á. Sợi có em mà quá. Có em không lát đúng không? Bữa nay cháu ăn khóe này. Có em xong tim anh ạ. Em lại bị bán cơm chó cho anh em trong này à vợ ơi. Nhưng mà thôi bán cũng được, anh rất thích. Cho em xin nhá. Cái gì đấy? Ta đã chờ lâu lắm rồi. Ta có thể làm một cô gái ngoan hơn Rose, làm vơ nở tại đây với ta mãi mãi được chứ. May thế vừa ăn cơm chó no xong. What? Wait, where's my gun? Súng đâu? Súng tôi đâu? Dao cũng mất luôn. Rồi đến. Làm thế nào đây? Mất hết chìa khóa đồ đạc các kiểu.
FBI Open The Door. Khúc này chơi phần Rose sợ tái ré. Như nào? Sao súng ống của tôi đâu hết rồi, đồ đạc mất hết rồi. Xem ra có thể có thứ gì đó vừa cái chỗ lõm. Rồi, lại mật khẩu rồi. Tuyệt vời quá. Không muốn chìa luôn. Tuyệt vời quá. Ngoại cũng ngoại gì bây giờ nhỉ? Đồng hồ. Moi được cái này ra không ta? Nó lột hết đồ của anh rồi. Đục trong con mia. Anh nghe cái gì cứu tao vậy? À đây 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 đây, đây. Gì vậy? Thảo và Vĩ ơi, Vĩ ơi, Vĩ, tôi nhỏ giúp anh. Dạ. Tôi nhỏ tiếng giúp anh. Có cái chìa khóa rồi. Ôi thật bất ngờ, có tin nổi không cô bé hiếu động quá. À, tôi xem nào. Trong này có gì không? Chẳng có cái gì vậy. Ừ, à đây. Không có gì luôn. Ừ. Tuyệt vời. Bạn có thể dùng vật này ở đây. Cửa thì khóa. Đồng. Trong con mia còn nhiều đồ lắm à? À, tôi tưởng là có một cái chìa khóa là hết rồi. Ừ rồi. Is this a doll of Mia? Kiểm tra miệng. Phải có dụng cụ để lấy. Ok. Trong miệng có một cái kiểm tra mắt. Đại bà. Phải cần thứ gì đấy để cắt. Thò tay vào lấy cho rồi. Cái gì đây? Lại chìa khóa. Chìa bắt con. Vẫn còn nữa. Lấy chiếc nhẫn trên tay à? Ba con mắt. Là sao? Sao lại ba con mắt là thế nào? Khó hiểu ấy nhỉ? Còn gì đâu? Chồng tôi sờ soạ quá rồi. Anh đang lấy đồ trên cái con rối thôi mà sao em lại bảo anh sờ soạ con rối là nào đâu? Nhẫn dính máu. Lại mang tiếng ác rồi. À, đi rửa nhẫn, đi rửa nhẫn. Nhẫn này có phải nhẫn của vợ không? Nhẫn cưới của vợ đúng không? Nhẫn cưới thật.
Thôi. Nhận cưới. À, 052911. Ok. Quay ra gõ mật khẩu rồi. À, xem pass chứng nhận là đúng rồi. 052911. Ngon luôn. Tuyệt vời quá. Anh em chỉ cho tuyệt vời quá. Mở cửa thì vào, sợ cái gì? Dùng hai ngón tay sờ mới ghê chứ, đúng phát cũng vô phức lắm. Tôi dùng hai ngón tay. Mấy cái tủ này làm gì à? Hỏng như chứ. Một kỷ vật ngày xưa với Ethan nhưng hộp nhà không dùng được nữa rồi. Con bướm bắn xoay hộp nhà. Why is this here? Sao thứ này lại ở đây? Nhà không phát có gì đó không đủ. À, phải đổi vị trí đúng không? À, để tôi xem nhá. Vị trí này. Bây giờ mình phải lắp sao cho nó đúng nhỉ? Cái này sang đây, đúng rồi. Cái này sang đây. Không đúng. Cái này sang đây chứ. Đúng rồi, cái này sang đây, đúng rồi. Cái này sang đây, không. Cái này sang đây, ok. Chỉnh cho cái đường vân cắt nối liền mạch, anh đang theo một cái vết xước. Sao vẫn chưa đúng nhỉ? Từ từ để tôi nhìn lại. Vết xước. Cái này thì ở đâu nhỉ? Đây đúng không? Đúng không? Nó đúng ta. Sao đấy nhỉ? Sao cái này ở đây nhỉ? Cái này ở giữa này đúng không? Sao vẫn không đúng? Từ từ nhá. Đây đúng rồi, thẳng tưng rồi. Đây mới là đáp án chính xác. Đây mới là đáp án chính xác này. Rồi, cái nhíp quay lại gấp cái trong miệng con rối thôi. Điều này ba. Quay lại gấp cái phim trong miệng con rối thôi. Ôi dồi. Ui dồi. Hết hồn nữa. Đúng hồn luôn. Ơi, hello bác. Hello bác. Ôi chúa ơi, mình không thể để Ethan biết chuyện gì cũng được trừ chuyện này. Trong này không... trong này có cái chỗ nào để xem phim không ta? Tấm phim này có cái gì nhỉ?
Trong phim này có cái gì ạ? Hế lù bắp xài. Phòng sách ngoại à? Mà phải đi ra tiếp ngoại ngoài ngoại đúng không? Bực. Đoạn này chơi phần đến đoạn này là lại gặp mấy con giống như một con dị ấy. Nướng chứ không thích ăn xào. Giỏi xong phim. Đây, cho phim vào đây. À nào, sẽ 1, 2, 3, 4 là nào. Theo số ngón tay á. Sẽ để theo số ngón tay là sao? Có vẻ như không đủ thứ tự. Không đủ thứ tự. 4 là 4 này. Để yên. Gấu bông, tay cầm sách, Barbie, máy móc tay có nhẫn. Để yên chỉ cho được rồi anh em ạ, thank you anh em nhá. Theo số thứ tự ngón tay nữa, cũng có tay luôn. Ủa, giếng à? Trong giếng có cái gì đấy? Gì đây? Cảm ơn anh em Thanh Tiến Võ đã thả tim nhá. 3-1. 3-1 cái gì đấy anh em? Anh em đang xem gì đấy? Đá bóng á? À, cái cửa này mở. Cảm ơn anh em Đăng Nguyễn đã thả tim nhá. Ôi giời ơi, một hàng búp bê luôn. Tuyệt vời quá. Trong này có gì? Cây kéo. Có một tí cái băng dính thôi mà phải lấy kéo để cắt ạ. Cảm ơn em, anh em Đăng Nguyễn đã follow tôi. Văn quý rồi, theo kèo nào bán nhà chứ? À, bóng đá, bóng đá. Anh em lại đam mê bộ môn đấy rồi. Ơ, chịu. Lúc bấm nghe thì không ai nói gì. Làm ơn ê than hãy nghe em không muốn giấu anh. Em không muốn phải mất anh một lần nữa, em không muốn phá hoại anh cũng gia đình mình. What are you talking about? Em đang nói gì đấy? Em yêu hai bố con nhiều lắm, em buộc phải làm chuyện đó. Xếp phim kia. À, alo, phải kênh top top đỡ ra kênh đấy không? Kênh mấy mùa bóng phải hình đứa con. Ừ, quay lại đây rồi. Ôi vợ ơi, em đi đâu đây? Đúng rồi. Đâu vậy? Cái kéo, à cái kéo này để cắt ngược này. Canh mấy mùa bóng đá lại tiệm cầm đồ toàn đồ xịn. Em không đam mê đâu mà ai hỏi ý kiến em xuống bán nhà. Rồi tất tay thôi. Anh em vừa phải thôi, toàn xui người ta rô tất tay rồi bán nhà này, hủy hoại hết hạnh phúc gia đình nhà người khác. Nhà vậy à?
Chắc còn chưa đúng. À ừ, ba mắt nhắm, ba mắt nhắm, nhầm. Đây mới đúng. Ừ đúng rồi. Bán đất thôi không bán nhà. Tôi tưởng là bán nhà thôi, ai mua thì tự đến mang nhà đi, không bán đất chứ lại. Tôi tưởng ai mua nhà đến lấy nhà mang đi chứ còn không bán đất đâu, kiểu thế. Cái này có gì không? Có gì cả. Để xuống đây thôi. Có gì bán đó. Tên. Chìa khóa hộp công tắc. Ơ, gì vậy? Tìm trẻ con khóc. Này, crappy đi. Em trẻ con sợ thế. Chạy trốn đi anh á. Con anh khóc kìa, đi dỗ đi. Con em nhặt đấy gì? Chìa khóa hộp công tắc. Nhanh lên con đợi. Khéo cô tôm chửi. Ui, dây rốn à? Ngớm này. Khiếp. Không sao đâu, không sao đâu. Ui giời ơi, cái gì thế này? Chạy ngay đi, hello anh, hôm nay em không muộn. Ôi giời ơi, cái gì thế này? Trốn anh ơi à? Trốn đi đâu ấy? Trốn đi đâu đấy? Tôi phải trốn đâu? Chạy đã tính. Trốn đi đâu? Trốn vô tủ. Ba. Trốn dưới gầm giường. Cái phòng rút xuống giường á. Ôi dồi. Trông giống nhỉ. Rồi sao. Đây nhào ơi, khiếp, cái này trông giống thế. Nó cứ đứng đây làm sao tôi ra được. Nó đứng đây làm sao tôi ra được. Thì không đúng. Năm nào bây giờ? Hôm nay chơi như nào? Bây giờ tôi phải đi đâu? Phòng lưu trữ. Phải như nào rồi? Tôi phải đi đâu nhỉ? Mở hộp cầu dao thang máy á. Thế á. Cầu dao thang máy phải chạy lại chỗ kia thôi. Ok. Gì nữa? Thiếu cầu chì. Con game đặc sản vãi, lúc nào cũng thiếu cái này thiếu cái kia, bắt tôi chạy đi chạy lại. Thôi nha. Đây, cái chỗ mảnh này thì anh nhớ rồi, này gắn vào đây là xong rồi. Mình đi kiếm cái cầu chì. Cầu chì ở đâu? Where is my cầu chì? Cầu chì ở đâu? Tôi cần cái cầu chì với đống súng ống của tôi. Tôi tiêu diệt con này. Chui gầm giường trốn à?
Thủ thế. Chạy con này chạy một vòng luôn đấy. Ui giật mình. Chạy. Tôi biết là nó sẽ ra rồi mà tôi vẫn giật mình ạ. Thôi thế được. Tôi biết nó sẵn rồi, tôi rất giật mình. Nó sắp đến rồi đấy. Cảm ơn anh em mập đã follow lâu không rồi, nó đi qua cả là mình cúc luôn đúng không? Game ma, game quỷ à, đây rồi, anh em quỷ sẽ gầy đây rồi. Game như game mà. Cúc, let me cúc, tránh xa tao tao. Barbie bế em. Vãi cả Barbie bế em ạ. Khiếp, trông gớm không chịu được. Tối thế à? Đây. Let me cúc, cúc thôi. Cảm ơn anh em Huy sẽ gầy thả tim với Hà Búp cho tôi xin 1-2k tim được không Huy ơi. Nào cầu trì đây. Rồi cúc. Bấm. Nhanh mở thẳng máy đi ra. Đứng ra. Mở ra. Cho tao vào. Thôi tạm biệt. Tạm biệt. Bái tai. Cái mồm nuốt 80 người như anh. Thôi bye bye. Tạm biệt. Hết ổn anh em ạ. Súng ống của tôi giờ tôi phải nhặt đâu nhỉ? Tôi tiêu diệt cái thằng làm rối này này. Bà mồm em. Cười học cười ấy. Cười để của tôi anh em ạ. Để tôi lấy lại gạt song, thực ra tôi gạt song vào mồm nó. Khiếp lắm búp bê thế. Chuẩn bị đánh chùm mà. Đừng đi, ta không thể để ngươi đi. Ngươi vẫn còn sống cơ à? Đây. Không sao, mất mạng còn mạng. À, khách sạn mất mạng. Tránh thằng con gặp bà mẹ. Thử tìm tao xem. Thử tìm. Chạy theo từ cười tìm nó. Hãy cho trốn tìm à. Cười cái chó. Mày đây gì? Túm đầu mày luôn. Hay à? Chị Yến là cô phải không ạ? Đúng rồi đấy, Huy sẽ gầy hơn mày. Thế đâu bắt. Cốt đâu không vào, thú tội cho. Đúng rồi em. Có con mày cười lại tiếng nữa tao xem mà. Rồi. Cười cợt. Vậy mà em không biết. Tiếp cố không cho sử dụng số điện thoại mà thì sẽ tại sao có một cái deep code thôi mà anh em nào cũng kêu không vào được thế nhỉ?
Này. Này không bao giờ thoát khỏi đây này. Stupid idiot. What are you doing to my cute friends? Làm gì mày? Thì làm gì mày? Bố láo bố lều của chúng tôi. Ôi. Ôi kìa. It's over. Thế thôi à? Sao người ta phải chơi game kinh dị nhỉ? Cháu chơi mà tay run không dám bấm di chuyển. We'll make things right. Có bot 2 đơn giản này nữa. What? Đừng dối để sử dụng G mãi thử. I need to get out of this place. Người ta bảo rồi, muốn thì tìm cách mà không muốn thì tìm lý do nhá bác nhá. Đã kết hợp với chìa khóa vùng cánh. So that's who was behind all this. Đúng rồi, Phi Long rồi, Phi Long ơi, bút tim. Ai rồi, Minh Huynh đây rồi, bút tim cứu tôi, Minh Huynh ơi. Vẫn kèo hôm qua đấy anh em. Vẫn kèo cái quần của tôi đấy. Hộ giá, hộ giá, lụm con búp bê à? À, búp bê này bán được tiền đúng không? Bây giờ làm nào ra ngoài à? Ôi, còn cái quần à. Hộ giá anh em ơi. 10k 5 mạng. 1k tim cộng 5 mạng luôn. Phi Long ơi, đi cổng chính à? Muốn có tự lực đi không ạ? Chết bao nhiêu rồi, tôi chỉ có vài mạng nữa thôi. 1k tim bằng 5 mạng. Phi Long ơi, cấp cứu. Sai. Đấy, anh em búp tim cho phấp phới luôn. Cô tô muốn cứu không? Có chứ. Đâu à? Bấm cái. Lại chui xuống hầm à? Cấp cứu anh em ơi, cấp cứu nào. Đấy, được. Được gần 4k tim rồi đấy vợ ạ. Được gần 4k tim rồi đấy. Cũng chuẩn bị thu kéo mất cái quần rồi. Tôi không hỏi ông, tôi hỏi nóc nhà ông. Đang tim, ừ, 4k tim rồi. Cố lên anh em ơi. Cố lên, cứu tôi. Sao à, đây rồi, đồ, đồ của mình đây rồi, đồ của mình rồi. Bắt vào ngay cho chủ. Xuống lên. Số chiến hai con boss đơn giản nhẹ nhàng nhé. 30 xu cũng bằng 10 mạng rồi, đúng không? Đúng, 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 anh em ơi, cấp cứu. Cấp cứu anh em ơi. Gì à? Tiền. Đấy, bút thế rồi đấy. Cái gì à? Con gì à? Đứa nào mà trở đấy? Bim. Ơ hay à. Ơ hay à. Sói to á. Sao. Ui, mày đi rồi. Tao nói thật. Chúng mày đi rồi. Tao đã bảo rồi mà có đứa nào chịu nghe tôi. Bọn này trâu ấy nhỉ. Châu thế. Mấy viên gạch sỏ răng mà không chết là thế nào? Ơ hay nhỉ. Tôi với Vi anti tình yêu nên tôi không cứu. Rồi Vi nó trả bờ lốc tôi rồi. Vi nó giận tôi, nó bờ lốc tôi luôn rồi. Chẳng nhẽ
anh em Minh Huynh cũng muốn bờ lốc tôi sai hay là để tôi bờ lốc trước lấy lợi thế, tôi không biết. Nữa không thấy Vi là hiểu rồi nhỉ? Không thấy là hiểu rồi con Vi. Quỳnh chán à? Quỳnh muốn làm gì? Nó nhảy qua nhảy lại. À đặt búp bê đây, bạn đặt búp bê này. Ừ. Đặt cái gì ta? Đây là cái gì nhỉ? Tôi đi ngủ đây. Ơ. Ừ. Ngủ sớm anh em. Đặt cái gì ở đây nhỉ? Có búp bê tôi nhặt tôi cơ mà. Là sao? Đoạn này phải đặt cái gì vào đây anh em nhỉ? Dưới này nó báo là có bản đồ kho báu ở đây mà. Chưa gì đã đòi đi ngủ. Đoạn này phải đặt cái gì ta? Thôi kệ đi, tính sau rồi. Quần thì quần 3-400k tùy ông. Ơ, sao hôm nãy tôi được không đọc được cái comment về của tôi. Biết không mừng. Tôi bị biết comment của tôi, tí vừa tôi chửi tôi co đầu. Này mình chưa đi mà. Trên này có cái nhà gì nữa. Bánh lái à. À, lấy con búp bê. Chắc chắn là trong này có con búp bê rồi. Ừ, đạn gặp so. Bức ảnh một con chim kỳ lạ. Chim ở đâu? Cái này là cái gì? Một lỗ nhỏ trong một vật có hình cầu. Chìa khóa của thợ làm đàn. À, đây là cái chìa khóa mở cái nhà dưới kia. Tìm số, cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh em đã úp 8k tim. Quá tuyệt vời luôn. Con chim kỳ lạ. Con chim bé đâu nhỉ? Tôi phải căng mắt ra tôi nhìn con chim nó ở đâu được. Am không giúp nữa. Sao lại không giúp nữa anh em? Anh em đang giúp tôi rất cảm ơn mà. Xem lại ảnh á. Ảnh à. Ảnh này là không phải ở đây rồi. Ảnh này không phải ở đây rồi. Đúng không? Ok, đi qua thôi. Tóm lại ở đây là mình chỉ còn mỗi một cái kho báu nữa thôi. Kho báu đấy thì tôi bị thiếu cái gì đấy nên tôi chưa bảo được. Đấy. Được mấy cái cầu nữa. Cái ảnh đấy là ở giữa map thôi.
anh mà một lão bắn một cái thủ đoạn. Mày đạn đâu mà bắn? Thấy con chim chưa anh á, con chim nó ở đâu dưới này cơ, không phải ở đấy đâu anh em ạ. Con chim nó ở đâu dưới này cơ? Does this look familiar to you? Anh trông thứ này quen không? Úi xôi, hồi này nâng cấp được nha, nâng cấp luôn. What? Ah, it's fine, all finished. Tốc độ thay đạn 8.000 tiền đổi lấy 2 giây. I've gotten some new stock. Gì vậy? Công thức đạn nổ. Công thức đạn mù. Đạn nổ à? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ? Giảm dần cho shotgun. Đây là giảm dần cho khẩu shotgun. Hoặc không mua shotgun của bắn mấy đâu mà mua làm gì. À, tôi có bao nhiêu tiền nhỉ? Tôi có mấy chục nghìn. Chà, tôi để bí quá, tôi mua đạn còn hơn. Ơi, như cái đầu này là mình có thể ấy được mà. Ngu rồi, phải quay lại rồi. Ah, Miss Angie. Just xem I look forward to seeing the fruits of your exploration. Ơ, cái đầu này không sử dụng được. Cái bức ảnh con chim và đồ kho báu, bức ảnh gia đình của cái đầu này bán đi thôi. Vừa bị chửi xong ha ha ha. Quỳnh nó bị chửi nó lại sướng. Bị chửi mà lại sướng à, tôi chưa hiểu Quỳnh. Đâu nhỉ, tôi nhớ là có cái cửa gì đấy, hay hình như là cái cửa này. Cô tôm gửi ai đi qua đi. Cắn cái chân giữa của tôi. Nghe chửi vui mà nghe đã tai. Quá ui xôi. Thôi. Thế này là phải mua đạn thôi. Nhất là không làm gì mà vẫn bị chửi. Không làm gì mà vẫn bị chửi thì thật là tuyệt vời. Sắp xếp lại kho đồ cái.
Đấy, tôi cắt tạm này. Chế đạn nổ anh, tôi chế chứ. Tôi chế, tôi bắn vào bọn này nhấc hết cả người luôn. Ở này vẫn khóa đúng không? Súng đầy người anh em ạ. Cỡ này, chúng nó tuổi gì, tuổi có ngàn con. Từ ra chỗ này, á à, chỗ này thịt gà này. Đang hết đạn, thịt gà thịt ngàn thế. Mạng méo như củ cải chồng ơi. Sao em mạng khách sạn bị sao ấy? Có người đăng ký 4 giờ xài tạm đi. Ủa. Vâng tôi. Dù vậy trông có vẻ dễ phá. Nó là dễ phá. Ôi nó hạ độ phân giải lai xuống rồi kìa. Đâu có. Vẫn bình thường mà. Vẫn bình thường mà, nói gì vậy. Thôi quay về tìm công thức chế tạo đạn đã. Chỗ này tốn đạn đấy, nó phải tốn đạn đấy. Cổ linh trong bio của ông Vũ đấy bắt tham gia rồi. Quỳnh bị chửi vụ gì đấy kể cho anh em nghe, anh em hóng hết cái Quỳnh chả là ai. Mấy khi bị chửi kể cho anh em nghe sao nào. Ah, yes, yes. Công thức chế đạn nổ đây, mua 4 cành chứ nhiêu. Đạn sót gắn hết hà. Làm tí đạn gắn song nhỉ. Yes, I can see why you'd be interested in that. Till next we meet. Mạng mẽo chán thế á. Anh đang like rất là bình thường. Không có gì xảy ra cả. Chế đạn nổ rồi kìa. Thuốc súng, cần thuốc súng. Đây. Đây này, chắc là ra đây đánh với con cá chê đây đúng không? Sụp, xong ra đây ngoài. Vũ khí cứ được nâng cấp liên tục. Thối say gió rồi. Don Quixote và thối say gió rồi. Là tí thịt lợn thôi. Bạn không thể dùng một phần này. Ừ. Trong ngoài có gì không nhỉ? Lại cái này là cái gì nữa? Tôi cứ đi tôi hay gặp mấy cái đấy nhỉ? Cái đấy là tôi phải dùng cái gì để mở nó? Don Quixote cũng say gió. Xông lên tiêu diệt kẻ thù. Tư viên đạn được xong.
Có gì ở đây? Chúng ta có gì ở đây? Bị hỏa. Quá luôn. Tuyệt vời. Tiếp trong này thì nó nhớp nháp trông mình thích nhỉ. Gớm nhỉ. À. Anh kia làm gì ấy? Anh kia xem tivi ạ. TV mất sóng mà anh vẫn ngồi xem hả? Địch. Em xin nhá. Ôi dồi. Chúng tôi chạy đâu. Nếu vì bà tôi sẽ làm bất cứ mọi chuyện. Không, em có làm gì đâu. Em chỉ mượn cái này thôi. Người làm gì với đứa trẻ là của mẹ. Con bé không phải của bà ta. Người có ý kiến gì sao? Mother special child. Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please, please. If you take it, then the others laugh at me. But if I do better than them, what do I care? Wait, just a little longer, please. Nó chê của tôi anh em ạ. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all going, Emma. I plugged the way in. What are you? This is my territory. And I won't let you leave. Shit. Đây là lãnh địa của ta. Của ta sẽ không cho người thoát đâu. Damn freak. Thằng chó như tao ấy. Thế nào vậy? Mình đi lối đấy thì mình đi lối khác. Làm gì mà căng. Tôi ra ngoài rồi. Làm sao để ra ngoài rồi? Bọn này như phải chiến với con cá chê rồi. Hãy để chìa khóa thuyền tại cái lán trong mỏ. Han đã chết nên không cần câu cá trong một thời gian. Ý tôi là chúng ta đều biết cái chết của anh ấy không phải tai nạn. Anh ấy bị một con cá khổng lồ ăn thịt cả người lẫn thuyền. Chìa khóa thuyền để trong một cái lán. Chìa khóa thuyền để đi tìm chìa khóa đã. Căng rồi. Không ra đây được. Bắt buộc quay lại tìm chìa khóa rồi. Ủa. Lại nhà, tôi phải quay lại à? Lại công cuộc mò đường rồi. Lại mò lên. Đi tìm cái lán nhỏ. Anh đứng dậy anh múa nữa em xem nào. Múa. Đây chắc chìa khóa ra ngoài rồi. Đây chìa khóa thuyền rồi.
anh đứng lên em xem nào. Ui, anh nào đấy? Chết rồi. Từ đã, anh này thì phải chơi cái này. Anh làm sao? Anh... Ok. Anh làm sao cơ? Choáng cơ. Anh được một bộ lão bộ đều. Anh được một bộ lão bộ đều với em. Ừ, quá buồn quá. Súng ống nó đầy người rồi mà nó lao vào đến đúng rồi. Chúng nó không biết được Rakin là ai cả. Cái thuyền thôi, lụm báu vật thôi. Ok em. Làm nào qua kia nhỉ? Bắt đủ đi thẳng. Đúng rồi, bắt đủ đi thẳng. Ôi, gì vậy? What was that? Đờ heo. Gì vậy? Con gì vậy? Cà chê à? Thích phiên lai á. Sao bạn em vào được? Là như nào? Thế nào nhỉ? Tôi cũng không ra được thuyền luôn. Đây, nó bắt mình phải đi hết đến đây ạ. Không được nhảy ra khỏi thuyền nhưng con game khá tuyệt vời. What the hell? Thủ research post or something? Một trạm nghiên cứu hay sao? What the fuck are they doing here? Ơ, anh nào ấy? Get off of me! Stay the fuck down! Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. Tôi thấy khá bất ngờ. It'd be a shame if something happened to you now. Sir Chris, why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey, I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown, but my guess is we've been here too long, and Miranda knows it. Hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. What business? Yeah.
Úi dồi, rớt xuống nước rồi. Rớt xuống nước luôn rồi. Shit, stay back. Thằng này là con cá biến thành à? The exit's underwater. Rồi thoát khỏi hồ, rơi xong đời rồi. I don't have time for this. Quá trễ rồi, Miranda đã bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ. Miranda sent you to slow me down. You're pathetic. What are you talking about? Oh, yeah. Hello. The fuck is wrong with you? Gớm thế. Ôi biến thành con cá. Ấy chưa. Đúng rồi, chạy thôi. Chạy ra khỏi đây thôi. Ghét lấy cúc. Cúc này luôn. What am I supposed to do? Mình phải làm gì đó? Chuẩn bị ca 2 thôi chứ ạ. Ừ đây. Đúng giờ anh sẽ qua ca 2 luôn. Vẫn cứ yên tâm. He said the exit's underwater. If I could drain the water. Shit, there's no power. Không có điện. Cái gì đấy? Xanh đỏ tím vàng lục lam tràm tím như này. Ủa, là anh đu kè này. Hello anh. Là anh đu kè này. Oh yes. Đi làm công ty gặp mấy thằng cửa hổ hại người nhưng mà thấy anh like thư giãn, thấy thư giãn. Kênh này của tôi là kênh kênh hài anh em nhé. Thế là anh em cứ vào đây thư giãn, giải tỏa tâm lý cho anh em từ A đến Á luôn. Nói bán bớt về cả 20 cành. Sụp. This should be enough. Đã xuống bắt tiêu. Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. Tôi bán bớt súng đi ở đâu nhỉ? Tôi bán bớt khẩu sọt găn với bạn. Đây tôi bán khẩu này. Khẩu này không còn giá trị gì với tôi nữa. Till next we meet. Ui khẩu này đam còn thua cả khẩu Magnum mà. Khẩu này đam có 1.200. Khẩu Magnum của tôi đam 1.400. Anh đừng có bán thịt nha, để nấu ăn tăng sức mạnh ạ. Ừ anh không bán tí thịt nào luôn. Thịt anh để không bán luôn. Ảo đi xuống dưới thôi, let's go. Nhà vịnh xe có gì. Chất hóa học. Nhà vệ xe của chất. Hello anh em. Kie ha. Tên có đánh vần. Cái trục quay này đã kỹ sắc hỏng rồi. Cảm tưởng như tôi bật ra bất cứ lúc nào. Hy vọng là nó sẽ không gãy. Cái duy nhất chúng ta còn lại là một cái cối xay gió thứ hai. Ok, cối xay gió thứ hai. Cái này là gì đây? Sao nhà vịnh C lại có nước thánh à? Tôi biết làm sao luôn. Gà. Chicken. Ơ.
bướng hải hiếm bướng bướng hải ngoan ngoãn chịu chết đi, mang thịt gà về nấu cháo cho vợ thôi. Em chơi game này trên điện thoại á? Các tám anh em chơi được trên điện thoại ấy hả? Thật thấy đùa đấy. Đây rồi, cổ xây gió rồi. Cối xây gió đây rồi. Như nào ấy, xuống dưới đúng không? Em chơi tất cả game trên PC luôn á. À, anh em kết nối qua máy tính thì xong rồi chơi trên điện thoại thì anh em có thấy thế nó hơi cồng kềnh không? Ngoại trừ là cái việc anh em có thể nằm phưỡn người ra để thư giãn thì nó có cái tác dụng gì nữa không? Vẫn phải bật máy tính. Đặt xuống lục. Ui, cá quá trời cá ấy à. Ngặt được nhỉ. Cá. Ít một bay. Mình không định làm mồi cho cá đâu. Không chơi trực tiếp với điện thoại luôn à. Chơi trực tiếp với điện thoại đi, nhưng mà vẫn phải bật PC chứ. Không anh em chơi kiểu gì. Đây nào. Con cá này bị cái gì mà cứ sồn trồn qua trồn lại. Anh chơi trên app Chiki á. Thì lần đầu tiên tôi nghe thấy luôn này. Ôi, đi chơi. What? What? Cái gì đấy? Chi là hỏi chấm nhá. Sao nhỉ? Chỉ là hỏi chấm nhỉ. Cần 4 thì make là mua còn lại được chơi free à? Phải né con cá này đúng không? Cảm ơn anh em Kie Ha đã follow tôi. Damn. Stinks. Ôi trời, sổ họ trùng hợp thế à? Giải đố rồi. Ơ kìa, nó rớt xuống nước rồi nào. Có nghĩa là mình không được phép để rớt xuống nước. Vô tri thật. Chạy lẹ à? Ừ. Đạn mắc luôn. Ừ. Phải gạt hai cái này cùng nhịp.
phải, tôi phải gặp cái kia nữa. Cái chuột. Tham minh rồi, đoạn này phải tham minh rồi. Đoạn này phải tham minh, đoạn này phải tên tham minh. Giật ba cái một lúc xong rồi cúc luôn có thể. Chạy nhanh, let go. Ui, hóa nhanh cái kia nó sao rồi? Tôi phải giật cái xanh trước. Gì trời, game này điện thoại làm gì khổ. Có chứ, có không? Gạt cái xanh trước này, cho chúng nó hạ xuống hết đi, hạ xuống. Ok. Chạy. Chạy. Úi dồi. Chạy như nào đấy? Căng cái anh này, em làm gì đâu. Chạy. Tao là người giỏi nhất. Ừ, anh là người giỏi nhất được chưa. Ôi đồ, chạy nhanh. Chạy nhanh, còn anh nào nữa. Úi giời. Cảm ơn Hoàng Long. Thank you Hoàng Long đã vào kem tôi. Cụt chỗ nào mà cụt, cụt ba vụ vậy. Cụt chỗ nào. Vừa vào thấy cụt cảnh. Cụt đâu mà cụt. Vào không rút tên rút gì. Còn đủ hai ngón cần thiết. Đấy, vợ tôi nói chí phải. Chơi nhanh thế bác ạ. Tôi dạo này tôi vô Blazer rồi. Nhảy, lành éo cầm vô cái điện thoại luôn, món cái về ngon cho để lăn tay với mở khóa điện thoại là được. Em đi chữa lành ở đâu vẫn chưa lành. Không thể trèo lên như thế. Đây. Nhảy lên ngay thế nào nhỉ? Cho trục bay vào đúng không?
cường bắn máu cũng tan mà anh á cứ bị ẩn comment. Anh thì anh nghĩ là thế nào? Đây đây đây, trèo lên kiểu này. Phải trong cuốn xoay dừng lại thôi. Đây rồi anh em ạ, đây đây đây. Nào, full zip line nào. Con game okay. Mà nhớ đến phim Trung Quốc gì đó cũng có thủy quái khổng lồ, thủy quái dưới hồ, cái gì? Nào thì hút cạn cái hồ. Như nào nhỉ? Cái đen xanh đây chứ, đây là vàng này, vàng này, xanh này, xanh này, xanh này, ngon luôn. Dập cầu vào sổ con cá mắc cạn nó chết ngay đúng không? Got it. Cá mắc cạn là đi ngay, các vị cá nằm trên đất đâu. Anh đâu ấy, anh này đâu ấy, không xuống đâu. Giết thật cá này. Nhìn tìm đổ quá trời đổ, cái gì đây? Bắn đạn M1911, bắn đạn mở rộng bán bố rồi còn đâu nữa. M1911 đam bé quá tôi bán luôn. Không kịp làm gì luôn. Mày dưới mắt tao ấy. Nhớ là tao. I guess
I gotta do this. Mày nhớ mà tao ấy. Bơm máu. Kẹt cối. Kẹt. Bơm máu ngay cối. Máu đâu? Kẹt. Chim biển,
Tình thể death as he was in life. Disgusting. À, hôm nay tôi đi làm muộn quá, 4 giờ xong rồi là còn đi tới cây nữa. Thành ra là tôi có thời gian tôi on đâu, 7 giờ thì lại về live luôn. Tôi xin lỗi đi. À, bây giờ là 22 giờ rồi, bây giờ anh em có muốn tôi chơi tiếp con này không, hay là chúng ta sẽ qua K2 à? Qua K2 chơi con Battlefield 4 nhá. Thì anh em sao? Có tưới cây luôn đúng rồi. Có tưới cây mà. Đây, mở cái cửa này. Cửa này cần huy hiệu 6 cánh. Đây rồi, huy hiệu 6 cánh rồi. Đấy, thành huy hiệu 6 cánh rồi đấy. Cut out rồi đấy. Is that alive? Có thể bắn được. Rồi, đi tìm chỗ save game thôi. Thế là sao nào? Ngày hôm nay chúng ta đã tiêu diệt cả bà Đam Mê Trích Cu này, con người điều khiển rối và con cả chê. Bây giờ chỉ còn mỗi một anh thầy Bạch với cả con bót cuối nữa thôi. Thế thì khả năng là tôi sẽ để dành sang buổi live tối ngày mai nhỉ. Bây giờ tôi sẽ nghỉ một xíu, sau đó là chúng ta sẽ qua K2 với con Battlefield 4 anh em nhé. Ta sẽ qua K2 với con Battlefield 4. Rồi, thành tựu của ngày hôm nay kiếm được khẩu phóng liệu này rồi, khá là ngon. Đam vẫn thua của Mắc Lu anh em. Đam vẫn thua của Mắc Lu. Tôi không hiểu tại sao. Tại sao một khẩu lục đam lại to hơn được một khẩu phóng liệu? Tôi cũng chưa hiểu. Rồi. Thôi, tôi xin phép và tôi xuống live ở đây anh em nhé. Chúng ta nghỉ ngơi một xíu 5-10 phút, sau đó là chúng ta sẽ qua K2 với con Battlefield 4 phần campaign.